Thưa quý vị và các bạn, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định phòng chống tham nhũng tiêu cực là một cuộc đấu tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, cái cũ và cái mới, giữa đạo đức cách mạng là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư và kẻ địch là tham ô, lãng phí, quan liêu, phải được tiến hành thường xuyên, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, nhằm mục đích xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chính vì vậy, trong những năm qua, đặc biệt là từ năm 2013 đến nay, công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện ráo riết, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ nét, được nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, được dư luận quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Nhằm hệ thống hóa sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa chính thức ra mắt cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đây là cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt nhất quán của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên do chính người đứng đầu Đảng ta đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú sinh động qua quá trình công tác lâu dài trên nhiều cương vị, qua đó góp phần làm sáng tỏ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, bao gồm 623 trang, được chia làm 3 phần chính. Phần thứ nhất, một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam, là bài viết tổng quan của Tổng Bí thư đánh giá lại công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vào năm 2013 đến nay. Phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng và kết luận tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo. Phần thứ hai, nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc, tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, căn nguyên, cái gốc, cái cơ bản cần phải phòng ngừa. Phần thứ ba, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt là tập hợp những ý kiến đánh giá thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của tầng lớp nhân dân, của đại biểu Quốc hội và sự ghi nhận ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách trả lời 4 câu hỏi lớn về bản chất, biểu hiện của tham nhũng tiêu cực. Vì sao chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực? Muốn chống, chúng ta đã làm gì và sắp tới phải làm như thế nào? Tổng Bí thư đã lý giải một cách rất khoa học, nêu những vấn đề căn bản về cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm rất cam go này. Cuốn sách được xem là tài liệu rất quý giá về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cẩm nang về chủ trương đường lối và quyết tâm đấu tranh chống giặc ngoại xâm, ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm tham nhũng tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta. Một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt cam go. Hiện cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang được trưng bày tại Thư viện huyện Mang Giang. Kính mời quý độc giả cùng đón đọc để có cái nhìn rõ nét hơn về tư tưởng lãnh đạo của Đảng ta trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Từ đó có thể tự soi, tự sửa, tự rèn luyện đạo đức lối sống, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.